Lúc nhỏ ăn cơm nhanh để chạy đi chơi cùng bạn bè. Lớn lên rồi cũng ăn nhanh, nhưng không phải đi chơi với bạn bè nữa, mà là ăn nhanh để vội vàng chạy vô chỗ làm. Hồi còn nhỏ xin tiền thì mẹ hay la: tiền đâu mà cho hoài. Lúc đó cứ nghĩ mẹ không cho tiền là mẹ không thương mình, rồi khóc thật to. Sau này lớn lên tôi mới biết đồng tiền thật khó kiếm. Càng lớn càng vội vàng, càng mệt mỏi. Lúc nhỏ nghĩ gì thì lớn lên đều trái ngược lại hết. Nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng đã ở trong cái độ tuổi được gọi là người lớn. Thôi thì hãy cố gắng mà bước về phía trước bạn nhé.